quý vị, khi các hoạt động kinh tế xã hội tại Đà Nẵng dần trở lại trạng thái bình thường, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thì hoạt động của các loại xe dù, xe hợp đồng trả hình lại tái diễn. Nhiều xe vận tải khách không vào bến bãi đón trả khách mà hoạt động tại nhiều bãi đỗ đón khách tự phát, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra giám sát trên đường và ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Chỉ trong buổi sáng, hàng chục xe khách từ 7 đến 35 chỗ ngồi mang biển số ngoại tỉnh đậu đổ dọc tuyến bờ kè Âu Thuyền cảng cá Thọ Quang để đón trả khách. Hành khách đi xe hầu hết là ngư dân các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Ngoài ra, các xe này còn nhận chuyên chở ngư lưới cụ, thủy hải sản về quê tiêu thụ. Theo các tài xế, những ngư dân đi trên xe là người địa phương, đi và về thường xuyên sau những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Nên hầu hết những chuyến xe này đều là xe 30, không có hợp đồng vận chuyển, không lập danh sách hành khách và không có nơi đón trả khách theo quy định. Tụi em mới ra đây thì cũng bị thanh tra rồi giao thông, nói chung là tất cả các lực lượng đều xuống đây xử phạt rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ điều kiện của người dân nó rất là phức tạp, cho nên em cũng muốn đậu ở đây để cho nó tiện. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ cảng cá Âu Thuyền Thọ Quang, xung quanh các bệnh viện, bến xe tại thành phố là những khu vực hoạt động trá hình thường xuyên của các loại xe dù, xe không có hợp đồng. Đáng lo nhất là xe khách trá hình, xe dù nấp bóng xe hợp đồng vận chuyển khách liên tỉnh đi sâu vào nội thành Đà Nẵng mà các cơ quan quản lý không thể kiểm soát, đặc biệt là công tác phòng dịch đối với những nhà xe này để dẫn đến nguy cơ lây lan diện rộng dịch bệnh COVID-19. Hiện Thanh tra Giao thông thành phố đang tăng cường công tác kiểm tra xử lý những khu vực thường xuyên có dấu hiệu vi phạm. Hàng ngày thì lãnh đạo đã phân công hai tổ công tác, một tổ là đảm nhiệm về vận tải hàng hóa và một tổ là vận tải hành khách, thì tuần tra trên các tuyến đường chính, trục đường chính của thành phố và phát hiện những cái xe vi phạm về vận tải hành khách và chấn chỉnh kịp thời trong cái dịp dịch bệnh kéo dài và trong cái lúc mà bến xe nó cấp tuyến nó chưa đồng bộ trở lại. Không chỉ lập lại trật tự an toàn giao thông, việc xử lý xe dù bến cóc của lực lượng chức năng còn góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh giữa những địa phương qua các loại phương tiện này.